Xin chào các bác và các anh em. Nói về vang số thì nó là thế giới vang số. Nó rất nhiều chủng loại của các hãng khác nhau, các modem khác nhau. Và cái tính chất về menu, tính chất căn chỉnh cũng như là về cái chất âm của những chiếc vang số thì nó cũng khác nhau. Có những loại thì rất là dễ chỉnh mà lại rất hay. Có những loại thì khó chỉnh, nhưng khi chỉnh được thì phải nói rằng âm thanh tuyệt hảo. Thì nói về chiếc vang số X12 là một cái dòng vang số thuộc về cái đời X. Thì nói về phần cứng thì nhà sản xuất cũng đã có những cái cải tiến về cái phần cứng, và cái phần mềm thì cũng có nâng cấp về cái phần mềm. Về cái chức năng menu trong cái phần căn chỉnh thì nó cũng được mở rộng hơn, chi tiết hơn, nhiều menu hơn so với các cái dòng X trước đây. Các cái dòng X3, X5 trước đây thì về cái giao diện menu thì nó cũng na ná như X12. Thế nhưng mà đối với X12 thì nó có phần mở rộng hơn, kể cả về cái phần music, effect và cái phần main, cũng như là các cái cổng sâu giao Kenter và cổng sub. Thế thì hôm nay em sẽ chia sẻ với lại các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh về cái phần mic, phần effect và cái phần main. Thì trong cái phần mic của chiếc vang số X12 thì nó có những cái nâng cấp rất là rõ rệt so với các cái vang số đời X trước đây. Thì ở cái phần mic thì cho phép chúng ta căn chỉnh hai cổng mic riêng biệt để chúng ta có thể là áp dụng căn chỉnh cho những cái mic mà nó khác về cái chất âm, cũng như là về vấn đề giọng hát nam nữ, cũng như là những cái người mà có giọng thanh giọng trầm thì chúng ta có thể sử dụng hai mic khác nhau để mà hát cho nó phù hợp hơn. Thì đấy là một cái sự nâng cấp ở trên chiếc vang số X12. Và trong cái giải equalizer của chiếc vang số X12 thì nó cũng được nâng cấp thêm nhiều giải equalizer hơn, cho phép chúng ta căn chỉnh nó chi tiết hơn so với là các cái dòng vang số trước đây. Các cái loại vang số trước đây là 15 giải, nhưng mà trên chiếc X12 này là 20 giải. Thì về phần căn chỉnh trong cái giải equalizer thì theo em thì các bác sẽ đặt trước một cái giá trị cắt tần số thấp ở trong cái vị trí equalizer. Thì đối với các cái loa mà nó nói về các cái bộ thiết bị, nói chung đi, nói về một bộ thiết bị karaoke thì nó gồm mic, cục đẩy và loa vang số. Thế thì các bác sẽ alo ở trên mic để mà test thử xem về cái phần âm trầm của cái bộ dàn karaoke nhà mình là nó thừa trầm hay là thiếu trầm hay là vừa phải. Nếu như mà bộ dàn mà thuộc dạng là thừa trầm thì các bác và anh em có thể cắt lên ở cái tầm 80-90 Hz ở cái cắt tần số thấp. Còn những cái bộ dàn mà nó mang tính chất là nó gọi trung tính thì chúng ta có thể để 6-70, và những cái bộ dàn mà cái phần âm trầm nó thiếu thì có thể để 5-60. Thì này, cái vấn đề này thì các bác và anh em sẽ alo ở trong mic để xác định xem là cái phần âm trầm nó như thế nào. Và cắt cái giải tần số cao. Thì cắt tần số cao thì nói về cái giọng hát và cái giọng hát và giọng nói của con người thì có lẽ rằng là các bác và anh em nên cắt ở cái tần số tầm cỡ khoảng độ 13.000 Hz đổ lại. Bởi vì cái giọng hát và giọng nói con người thì nó nằm trong cái phạm vi dưới 13.000 Hz. Thì các bác anh em sẽ cắt ở cái tần số tầm cỡ khoảng độ 12 cho đến 13.000. Và trong cái chế độ đặt cái mức độ giới hạn cho cái cắt tần số thấp thì các bác anh em sẽ đặt ở cái chế độ 36 decibel chế độ booster trên chiếc vang số X12 này. Ở chế độ này thì cái việc mà giới hạn về cái biên độ nó được cắt đứng hơn, cắt gọn hơn. Nó sẽ loại bỏ cái phần âm trầm ở phía dưới nhiều hơn. Nó làm cho cái chất âm mic của chúng ta nó được rõ tiếng hơn. Nó bớt bị ù, bị rèn ở cái phần âm trầm và trung trầm. Ở cái cắt tần số cao thì các bác và anh em sẽ sử dụng cái chế độ 36 decibel 3 xe. Một cái chế độ mà nó làm cho cái âm thanh của cái giải cao trùng chéc đến giải chéc nó có sự thanh thoát hơn. Nó có sự thanh thoát về cái chất âm ở cái phần mic. Thì các bác và anh em sẽ để nó ở cái chế độ 3 xe, chế độ 36 decibel 3 xe.
Còn cái chế độ booster thì em khi em đặt về chế độ booster, chắc các bác và anh em cũng đã nghe thấy về cái chất giọng mic của em là nó trầm hơn, nó trầm hơn. Ở chế độ ba xe nó có độ thanh thoát nhẹ nhàng hơn, sáng tiếng hơn. Và chế độ lean gelay thì là cái chế độ nó nằm giữa ba xe và booster, thì nó cũng có một cái chất âm là nó sáng hơn về chế độ booster và kém sáng hơn ở chế độ ba xe. Thì theo em thì cái các tần số thấp và các tần số cao thì các bác sẽ chọn các chế độ như thế. Và cái trên chiếc con số này thì có một cái chế độ là khác với lại những chiếc vang số đời X trước, là trong cái phần tín hiệu mic đầu vào cho phép chúng ta căn chỉnh về cái giá trị biên độ có thể là tăng giảm rất là nhiều để chúng ta tùy biến khi mà chúng ta căn chỉnh về cái tín hiệu mic đầu vào. Và chế độ feedback thì có 4 chế độ, có 4 chế độ. Thế thì theo em thì bước đầu tiên thì các bác và anh em sẽ sử dụng cái chế độ 2. Và khi mà cảm thấy là cái bộ dàn cao su gain nhà mình về cái phần rú rít là nó đỡ rú rít, thì các bác có thể là xê dịch về 1, xê dịch về 1. Hoặc là nếu như mà cảm thấy mà nó vẫn không rú rít thì các bác có thể là đặt về cái chế độ 0, tức là không sử dụng chế độ feedback, chế độ chống hú. Bởi vì khi mà sử dụng chế độ chống hú là nó sẽ cắt bớt đi rất là nhiều các cái giải âm thuộc về trung cao và âm chép. Nó làm cho chất âm mic của chúng ta là thiếu cái độ chi tiết, thiếu cái độ sáng của cái phần âm trung cao và âm chép. Thì cái này nó sẽ lựa theo cái bộ dàn, cái chất âm của cái bộ dàn karaoke và lựa theo cái không gian. Một cái vấn đề rú rít nữa, ngoài cái vấn đề về tăng giảm các vị trí tần số hay là gây nên bởi các vị trí tần số, thì nó gây nên bởi một cái vấn đề về hiệu ứng. Thế cho nên rằng là nói đến rú rít thì nó là một cái vấn đề mà tổng hợp của nhiều yếu tố, chứ không phải là riêng về cái phần âm sắc của cái phần mic hay là một vị trí tần số nào đấy, mà nó còn liên quan đến cả một cái phần trong cái phần hiệu ứng. Và một phần nữa là về cái môi trường, ở những cái môi trường mà nó có cái sự phản xạ âm thanh rất nhiều, hồi âm vang dội rất nhiều thì nó cũng gây nên hiện tượng rú rít. Thì cái này chúng ta sẽ lựa. Và trên chiếc vang số này thì nó cũng có chế độ limit level, một cái chế độ mà đặt một cái ngưỡng giới hạn cho cái tín hiệu đầu vào của phần mic, thì tối đa là 0 decibel. Thì em cũng có những cái video clip chia sẻ với các bác về cái đặt cái chế độ limiter ở chế độ compressor ở trên vang số. Thì các bác có thể, các bác và anh em có thể là xem lại những cái video clip của em trước đây để mà đặt giá trị cho cái chế độ compressor. Thì chúng ta sẽ đặt một cái giá trị nhỏ hơn giá trị tối đa về cái Aztec time này, là cái thời gian nén, thời gian bắt đầu nén. Thì thường thường chúng ta cứ để tầm cỡ khoảng độ từ 45 cho đến 60 mili giây. Cái zenith time này là cái thời gian xả nén. Thì các bác và anh em cứ đặt là tầm cỡ khoảng từ 250 cho đến trên 300. Thì trên chiếc con số này thì em đặt cái Aztec là 45 mili giây. Cái zenith đặt là Aztec nhân 6, tức là nhân với lại 6 lần của cái Aztec này. Thì nó cỡ khoảng độ 270 mili giây. Với cái tỷ lệ em đặt 4.0. Và sang cái mục bên này là cái mục mà giảm cái tín hiệu độ ồn của cái tín hiệu mic đầu vào. Thì ở cái mục theo sót này là cho phép chúng ta đặt một cái giá trị khi chúng ta đặt một cái giá trị âm 80 cho đến âm 75 decibel chẳng hạn, thì những cái tín hiệu mà nó nằm dưới cái ngưỡng mà chúng ta đặt thì nó sẽ không thu vào mic. Thì cái này nó có một cái tác dụng là nó sẽ tránh được cái tiếng sôi xì, những cái âm mà lạo xạo xung quanh, nhỏ nhỏ, những cái âm mà nó có một cái cường độ nhỏ nhỏ, biên độ nhỏ nhỏ, nó lọt vào phần mic thì nó cũng bị loại bỏ, nó làm cho cái phần âm sắc mic của chúng ta nó được sạch sẽ hơn. Và trong cái phần mic noise này thì nó cũng có một cái chế độ đặt về cái thời gian làm việc. Thì các bác anh em cũng đặt 45 mili giây, Zenith cũng đặt nhân 6, thì nó sẽ giải quyết được các cái vấn đề
mà xôi xì các vấn đề mà cái tín hiệu nó không được ổn định khi chúng ta hát. Và một cái vấn đề nữa là trên chiếc van số này nó có một cái chế độ Norma. Ở chế độ Norma này thì về cái phần âm trung cao và phần âm check nó được nâng lên một chút. Khi chúng ta hát, chúng ta nói thì cái phần âm trung cao và âm check chúng ta cảm thấy nhiều hơn. Thì cái này nó sẽ để cho phép chúng ta lựa chọn cho cái thiết bị mà chúng ta đang dùng. Nếu như về cái phần âm trung cao và phần âm check trong cái bộ dàn karaoke của nhà các bác mà nó hơi thiếu, hơi non, thiếu cái độ sáng tiếng thì các bác có thể là sử dụng chế độ này. Và nếu như chúng ta sử dụng cái chức năng Synec này, chức năng Synec này là chức năng đồng bộ, tức là khi ta sử dụng thì hai mic này là một. Hai mic này là một, tức là căn chỉnh một mic thì nó cũng chung cho tất cả các mic ở trên chiếc van số này. Và trên chiếc van số này thì có 5 cổng mic, thì nếu chúng ta sử dụng cái chế độ Synec này thì là căn chỉnh một một mic A chẳng hạn thì nó sẽ sử dụng chung cho 5 mic. Còn nếu như ta không sử dụng thì có thể là nó sẽ căn chỉnh cho cái từng mic riêng biệt. Và cái spectrum này là một cái đồ bảng đồ thị cho phép chúng ta nhìn nhận vào đó để chúng ta có thể ước lượng được cái âm sắc trong cái phần mic để chúng ta căn chỉnh cho nó phù hợp. Và theo em trong cái giải quang dương phần mic chúng ta trước mắt cũng không nên là can thiệp nhiều vào cái phần âm sắc của cái phần mic, bởi vì về cái phần âm sắc của mic thì nó sẽ được thúc đẩy một phần ở cái hiệu ứng effect. Thế cho nên rằng là trước mắt thì chúng ta chỉ có cắt tần số thấp, cắt tần số cao và có lẽ là giảm nhẹ một chút ở cái giải trung, bởi vì khi chúng ta hát thì để cho cái giải trung nó được mềm mại, ngọt ngào thì có lẽ trước mắt là chúng ta cứ giảm một chút ở cái giải trung. Giải trung này thì chúng ta sẽ giảm một chút để cho cái phần âm sắc nó được mềm mại. Rồi sau đó chúng ta sẽ căn chỉnh cái phần effect và chúng ta hát thử. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái giải quay dư của phần mic để căn chỉnh một cách chi tiết hơn thì nó sẽ đem lại một cái hiệu quả cao. Thì trong cái phần mic thì nó có những cái mục cơ bản như thế. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần effect, mà cái phần effect là một cái phần mà nó rất quan trọng. Nó sẽ thúc đẩy được cái phần âm sắc của cái phần mic. Đôi khi chúng ta cứ đi quá sâu vào căn chỉnh cái giải quang dư ở trên mic mà chúng ta lại không chú trọng vào cái phần effect, mà cái âm sắc của cái phần mic này nó sẽ thay đổi rất nhiều khi chúng ta thay đổi về hiệu ứng effect. Chúng ta có dễ hát hay không, âm sắc nó có mềm mại ngọt ngào tự nhiên hay không thì là nó ở cái phần effect. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ tập trung vào cái phần mic thì có lẽ rằng cũng chưa phải là một phương án tốt. Thì sang cái phần effect thì trên chiếc van số này khác với cái đời trước đây là nó có chế độ E cho A và E cho B, cho phép chúng ta căn chỉnh từng kênh E cho 1, kênh A và kênh B, cho phép chúng ta căn chỉnh về cái E cho level là cái độ lớn của cái hiệu ứng E cho thì tối đa là 100%. Thì chúng ta là những người mà hát phổ thông, không chuyên nghiệp và chất giọng của chúng ta cũng không được tốt thì chúng ta sẽ nên sử dụng hiệu ứng E cho nhiều hơn dị vật. Thì trên chiếc van số này thì em có để ở cái giá trị là 74%. Cái E cho DJ là cái tỷ lệ phần trăm giữa cái âm thanh thô mộc và cái âm thanh có hiệu ứng E cho. Thì cái này nó là một phần rất quan trọng khi chúng ta chỉnh hiệu ứng E cho. Về cái phần âm sắc của cái phần mic nó có mềm mại tự nhiên hay không, hay là nó lại khô cứng khó hát thì nó cũng là cái vấn đề mà căn chỉnh cái E cho DJ này. Thì trong cái mục E cho DJ Vol này thì các bác và anh em sẽ xê dịch tí một thôi, và vừa xê dịch vừa alo ở trên mic để chúng ta tìm ra một cái giá trị mà nó phù hợp. Thì bây giờ thì em sẽ vào cái em sẽ tăng cái hiệu ứng effect tổng như là khi chúng ta hát, và em thử xê dịch cái E cho DJ để cho các bác và anh em nghe thử về cái tác dụng của cái E cho DJ. Thì ở cái phần effect tổng thì em để bài 2. Thì bây giờ khi mà ta tăng hay giảm về cái
tăng hay giảm về cái cho đến chất nhảy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất âm khi chúng ta hát. Khi chúng ta giảm thì cái chất âm mic nó khô, mà khi chúng ta tăng thì cái phần âm mic thì nó to hơn, lớn hơn, nhưng mà nó lại không rõ, mà nó có một cái hiệu ứng về cái độ vọng, độ nhạy rất là khó nghe. Nó mất đi cái tính tự nhiên ở cái phần âm sắc, phần mic. Thì đấy nó cũng là một cái mục rất quan trọng để các bác và anh em lưu ý. Sang cái chế độ mà chọn cái chế độ cho cái giới hạn biên độ bên cắt bên tần số thấp, thì các bác và anh em sẽ cũng chọn ở cái chế độ 36 dB booster để cho cái độ dốc ở cái mé cắt tần số thấp nó được cắt gọn hơn. Ở cắt tần số cao thì các bác và anh em để cũng để chế độ 3 xe để cho thanh nó được thanh thoát hơn, nó được bay bổng hơn. Và cắt tần số thấp thì trong cái phần echo thì các bác và anh em sẽ cắt ở một cái giá trị trước mắt là tầm trên 100, trên 100. Và cái cắt tần số cao thì theo em thì các bác cắt tầm khoảng dưới 8.000, tầm dưới 8.000. Đôi khi thì chúng ta căn chỉnh, chúng ta cứ nghĩ được rằng là khi mà chúng ta để cho cái giải tần số cao trong cái mục echo nó được mở hơn, nó được rộng hơn, thì cái phần âm sắc nó sẽ được thoáng tiếng và bay bổng hơn. Thế nhưng mà đấy nó cũng là một cái mà chưa đúng. Thì không biết là các bác anh em đã căn chỉnh nhiều thì các bác anh em có một cái cảm nhận như nào. Nhưng mà theo em thì em hay cắt ở dưới 8.000. Thì bây giờ thì em sẽ alo ở trên mic để ví dụ cho các bác và anh em nắm được là cái giá trị của cái việc mà mình chọn cái tần số cắt ở cái mục echo. Thì bây giờ em lại nâng cái effect tổng lên như là khi ta hát karaoke. Em để ở chế độ 30, 32. Và bây giờ em sẽ thay đổi về cái giá trị. Hiện giờ là em đang để là dưới 8.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ em sẽ tăng lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Về cái phần âm sắc nó kém đi cái độ sáng của các giải cao, và nó mất đi cái độ tự nhiên của giọng nói con người. Thế cho nên là khi mà em chia sẻ với các bác ấy, thì em hay alo ở các cái âm sắc và có cái kiểu đếm là từ 1 cho đến 10. Bởi vì đây nó là cái giọng nói của chúng ta. Khi chúng ta đếm như thế, chúng ta nói như thế ở trong mic, thì chúng ta sẽ nghe được cái giọng thật của chúng ta. Và cái mục đích của chúng ta khi căn chỉnh vang số là chúng ta sẽ căn chỉnh một, đem lại một cái chất âm có hiệu ứng, nhưng mà nó là phải mềm mại, dễ hát, và nó phải trung thực, tự nhiên. Nó giống như là cái giọng nói của chúng ta, thì khi chúng ta hát chúng ta mới cảm thấy là nó đi vào lòng. Còn chúng ta căn chỉnh mà dễ hát nhưng mà nó không phải là của mình, khi mình hát không phải là giọng của mình, thì chúng ta cả khi chúng ta hát chúng ta cũng cảm thấy là nó cũng không được nhập tâm, và trong cái vấn đề hát thì chúng ta cảm thấy là nó nhàm chán hơn. Thế cho nên cái mục đích mà khi ta căn chỉnh về cái âm sắc của cái phần effect, thì chúng ta phải là ngoài vấn đề là dễ hát rồi, thì nó có phải là một cái chất giọng trung thực của chúng ta, thì chúng ta mới mới cảm thấy là nó hát nó thoải mái hơn và hát được lâu hơn. Thì trong cái mục echo delay là cái khoảng thời gian từ lúc mà phát ra âm thanh thô mộc cho đến lúc mà có hiệu ứng echo, thì cái này thì các bác sẽ xê dịch ở cái khoảng trên dưới 10, trên dưới 10. Thì cái này nó có liên quan đến về cái hiệu ứng không gian và liên quan đến cái chất âm của mic của loa. Nếu như mà các loại loa mà nó thuộc dạng là khô tiếng, mic khô tiếng, thì các bác có thể nhích đi một chút trên 10. Còn nếu như mà các cái loại loa mà nó bình thường thì các bác có thể để 10 hoặc dưới 10. Và cái echo delay là cái khoảng thời gian của hiệu echo, thì chúng ta sẽ để từ 200 cho đến trên 200. Và các bác và anh em sẽ alo ở trên mic và thay đổi giá trị ít một, vừa alo vừa thay đổi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi của cái hiệu ứng echo delay.
Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là tăng lên nhiều thì nó sẽ dễ hát, nhưng mà không phải. Ở khi chúng ta tăng lên nhiều, nó làm cho cái âm sắc của cái giải cao là nó bị mờ đi, nó bị mờ, và chúng ta hát chúng ta lại cảm thấy nó rất là nặng về cái phần âm mic, về cái chất âm mic là nó thuộc dạng là nặng và khó hát. Bây giờ em sẽ thử alo ở trên cái phần mic và tăng hiệu ứng lên để cho các bác anh em sẽ nắm được. Bây giờ là em đang để là 224 dB, thì cái phần âm sắc bây giờ em sẽ alo ở cái phần giải cao, tức là âm chép 6 9 6 9. Khi âm tăng lên 210 6 9 6 9 6 9, thì khi ta tăng lên 210 thì cái phần âm cao nó đã bị mờ đi, nó thiếu đi cái độ sáng của cái giải trung cao và cái giải chép. Thì cái này các bác và anh em sẽ vận dụng cho những cái đôi loa mà nó thuộc dạng khô tiếng và tiếng đanh, tiếng chói. Nếu những đôi loa, những cái thiết bị, bộ dàn thiết bị mà cái tiếng của nó đanh chói thì có thể là chúng ta tăng lên một chút, nhưng mà cũng không nên tăng lên quá nhiều. Khi tăng quá nhiều nó làm cho bị mờ tiếng. Thì cái này nó cũng sẽ vận dụng cho những cái tính chất của bộ dàn karaoke, có thể là mic, có thể là loa mà nó hơi đanh, hơi 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 chói, cứng tiếng, thì các bác có thể là nhích lên một chút ở cái cho delay để làm cho cái phần âm sắc của cái giải cao nó được mềm hơn, nó được dịu hơn. Về cái cho repeat là cái số lần lặp lại, thì thường thường thì ở trên chiếc con số này là tối đa là 90%, thì các bác và anh em có thể để tầm cỡ khoảng độ 50 trên 50, để cho nó như vậy là cái phần số lần lặp lại nó phù hợp và nó kết hợp với cái echo delay để nó tạo nên một cái hiệu ứng nó phù hợp. Thì khi chúng ta hát, chúng ta cảm thấy là nó vừa dễ hát mà nó lại vừa tự nhiên, nó thật với lại cái chất giọng của chúng ta. Về cái giờ, cái dài pre-delay, tức là căn chỉnh cái độ trễ của kênh giờ so với kênh L, thì theo em thì các bác cứ để giá trị 0,0. Thì ở trên cái giải equalizer của cái phần echo thì trên chiếc con số này nó có 7 giải. 7 giải thì trước mắt là các bác và anh em cứ để nó về cái chế độ reset, tức là một cái chế độ cân bằng, rồi sau đó ta sẽ căn chỉnh sau. Chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề cắt tần số thấp ở trong cái giải equalizer và cắt tần số cao ở trong giải equalizer. Và chế độ Noma thì nó cũng là một cái chế độ mà làm cho sáng ở các giải trung cao và các giải chép. Thì các bác cũng nên có thể là hiểu được nó, biết được cái tác dụng của từng chức năng, thì các bác sẽ vận dụng nó một cách hợp lý. Thì về cái phần echo B thì mọi cái giao diện menu cũng như là về chức năng thì như nhau. Nếu như các bác mà thích có một cái sự thay đổi giữa cái echo A và echo B thì các bác sẽ thay đổi một chút về cái echo A và echo B, một cái sự thay đổi gọi nhỏ thôi, chứ còn các bác anh em cũng đừng nên là thay đổi quá nhiều. Khi thay đổi quá nhiều nó tạo nên cái sự khác biệt giữa hai hiệu ứng, thì nó làm cho cái phần âm sắc của chúng ta là nó mất tự nhiên và nó không được rõ về cái phần âm sắc. Thì cái phần echo A và echo B thì các bác có thể là thay đổi ít thôi, theo em thay đổi ít. Và sang cái phần reverb thì ở cái phần reverb thì có 7 giải equalizer, thì chúng ta sẽ đặt cắt tần số thấp và đặt cắt tần số cao trước. Thì về cắt tần số thấp ở trong cái phần reverb thì các bạn anh em là nên cắt cao hơn so với lại cái phần echo. Ở echo chúng ta có thể là cắt thấp hơn, nhưng mà ở cái phần reverb thì các bác và anh em sẽ cắt ở một cái giá trị cao hơn, bởi vì khi mà cả các âm trầm nó chịu hiệu ứng của reverb thì nó làm cho cái phần âm sắc của phần mic nó bị mờ tiếng đi, nó không không rõ ràng về cái phần âm trầm cũng như là trung trầm. Thế cho nên các bác và anh em sẽ cắt ở cái tần số thấp ở trong cái mục reverb, cắt cao hơn sẽ cho. Về cái cắt tần số cao thì các bác cũng cắt ở cái tầm khoảng độ dưới 11.000, dưới 11.000 Hz. Và cái chế độ đặt một cái giới hạn biên độ cắt tần số thấp
thì các bác cũng đặt ở chế độ 36 decibel booster, và chế độ giới hạn ở các tần số cao thì các bác đặt ở 36 decibel ba xe, thì chất âm của chúng ta nó sẽ được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Và cái mục echo level vol, tức là cái mục mà tăng giảm cái độ lớn của hiệu ứng di vật, tăng giảm độ lớn của hiệu ứng di vật, thì chúng ta không phải là cái người hát tốt, những người chuyên nghiệp, thì chúng ta nên sử dụng hiệu ứng di vật nó vừa phải. Và cái hiệu ứng di vật này nó lại liên quan đến cả cái không gian của gia đình, không gian của cái nơi mà chúng ta đặt thiết bị. Có những cái gia đình là khi mà chúng ta nói chuyện nó đã vang rồi, thì khi chúng ta tăng cái volume của cái di vật này lên thì nó tạo nên một hiệu ứng về cái di vật, về cái hiệu ứng vang này quá lớn, thì chúng ta cảm thấy âm thanh nó hơi bị ồn ào, khó nghe, về phần âm sắc nó không được rõ tiếng. Cho nên về cái phần di vật thì theo em các bác nên để ở một giá trị từ 25 cho đến 30% về cái di vật tổng. Cái di vật direct vol cũng là một cái tỷ lệ phần trăm giữa cái âm thanh thô mộc và âm thanh có hiệu di vật, thì cái này nó cũng giống như là cái direct echo, thì các bác cũng nên lưu ý cái này nó sẽ tạo nên một chất âm tự nhiên mềm mại và một chất âm mà nó không tự nhiên mà lại khô, thì các bác và anh em sẽ lưu ý là sẽ thay đổi giá trị ít một và sẽ alo và hát thử xem nó thế nào. Cái này nó cũng là rất quan trọng. Và về cái phần di vật để delay, di vật delay thì nó cũng là một cái khoảng thời gian từ lúc phát ra âm thanh thô mộc cho đến lúc mà có âm thanh có hiệu ứng di vật, thì các bác cũng có thể là tùy biến ở trong cái khoảng 10 và trên 10 dưới 10 ms. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái không gian và thiết bị. Có những cái đôi loa mà nó đanh tiếng quá, nó chói tiếng về cái dải trung cao và dải check, thì chúng ta có thể là tăng lên một chút trên 10. Còn những đôi loa bình thường chúng ta có thể để dưới 10 hoặc là đến 10. Về cái di vật thai là cái khoảng thời gian của cái hiệu ứng di vật, thì bình thường một đôi loa bình thường chúng ta có thể là để tầm khoảng trên 2000 để cho cái thời gian vang nó phù hợp, nó vừa phải. Còn nếu như mà một đôi loa mà nó thuộc dạng là đanh, chói, gắt, khô thì các bạn có thể là tăng lên một chút, nhưng mà không quá 3000. Chúng ta càng tăng lên nhiều thì cái phần âm sắc của phần mic thì nó càng mờ tiếng, và khi chúng ta hát chúng ta cảm thấy nó không rõ lời khi chúng ta hát, thì cái di vật thai các bác nên để như thế. Và cái chế độ thì cũng có chế độ normal, tức là khi ta chuyển sang chế độ normal thì phần âm trung cao và âm check nó cũng được nâng lên một chút. Thì nói về phần effect thì trên chiếc vang số này thì nó cũng có khác hơn so với lại các cái đời vang số khác, là cái chức năng echo A và echo B. Chứ còn so với lại các cái đời vang số trước đây thì nó về cái menu thì nó cũng na ná như nhau, chẳng qua là về cái giải equalizer ở cái phần echo của X12 này nó nhiều hơn, cho phép chúng ta căn chỉnh được nhiều hơn, kỹ hơn về cái giải equalizer. Chứ còn về các cái bảng menu thì cũng giống như các đời X3, X5, X6, X7. Để mà cho cái phần âm sắc của chúng ta nó được hoàn hảo hơn, nó được tốt hơn, thì chúng ta lại phải vào cái phần main. Thì trong cái phần main thì trên chiếc vang số này thì nó cũng có một số cái chức năng cải tiến. Thì nói về giải equalizer thì nó có 10 giải, tức là rộng hơn so với các đời X trước đây là từ 7 giải. Các cái đời X3, X5, X6, X7 là 7 giải, nhưng trên chiếc vang số này là có 10 giải. Và các bác anh em cũng là để ý ngay đến cái phần cắt tần số thấp. Thì cắt tần số thấp thì nó cũng còn liên quan đến vấn đề về thiết bị, nhiều trầm hay ít trầm, và mà liên quan đến một vấn đề nữa là tính năng sử dụng. Nếu như mà gia đình các bác mà đang sử dụng loa súp thì các bác có thể là cắt ở cái tầm cỡ khoảng độ 6-70 để loại bỏ bớt các cái phần âm trầm về cái phần music, âm trầm của phần music đưa vào trên hai cổng RL, thì chúng ta sẽ cắt cao lên. Thế còn nếu như mà gia đình chưa có súp thì chúng ta có thể là cắt ở tầm cỡ khoảng độ 45-50 để mà một phần cái âm trầm nó sẽ đưa vào loa full trên hai cổng RL, để cho nó đủ giải khi chúng ta hát và chúng ta nghe nhạc.
Và trên chiếc vang số này thì cho phép chúng ta căn chỉnh hai cổng riêng biệt ở trong cái phần main. Thì cái này nó là hữu hiệu trong cái trường hợp chúng ta sẽ cần thay đổi một cái hiệu ứng về âm sắc trên hai kênh RL khi chúng ta kết nối với một đôi loa, hoặc có thể là các bác đang dùng những cái cục đẩy công suất lớn mà lại muốn đấu thêm loa, thì các bác và anh em có thể là đấu một đôi cùng công suất, cùng trở kháng, cùng độ nhạy, cùng về cái chất âm vào một kênh và một đôi khác mà nó cũng khác với lại cái đôi mà chúng ta đấu vào một kênh, thì chúng ta có thể là căn chỉnh riêng biệt cho từng đôi loa sẽ rất là hữu hiệu khi chúng ta sử dụng hai đôi loa mà nó khác nhau về công suất trở kháng, độ nhạy cũng như là về chất âm. Thì cái này là trên chiếc số này thì cho phép chúng ta căn chỉnh riêng biệt, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng gọi đồng bộ, tức là hai kênh như một, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng Synex này. Sang cái mục đầu tiên là cái mục mà căn chỉnh các cái âm lượng của phần mic, phần music, phần mic, phần E cho A, E cho B và phần reverb. Thì những cái căn chỉnh về cái độ lớn nhỏ của cái phần mic, phần music thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ phối hợp làm sao để cho nó đưa ra một cái âm sắc nó phù hợp với các cái loa xung quanh. Giả dụ như là loa súp, loa canter và loa số dao, thì chúng ta sẽ căn chỉnh cái phần music, phần mic cho nó phù hợp với các loa khi kết nối một hệ thống âm thanh mà nó nhiều loa, nhiều cổng. Và các bác nên lưu ý là ở cái phần E cho A và E cho B gì vậy, thì cái này nó có phải có một cái sự liên quan đến cái phần đầu vào khi chúng ta căn chỉnh cái độ lớn của cái phần gì vật đầu vào và phần E cho đầu vào. Thì vào cái phần main là cái phần đầu ra thì các bác cũng phải là có một cái sự tương đồng, tức là khi chúng ta căn chỉnh cái phần E cho A, E cho B, thì nếu như ở phần đầu vào chúng ta để E cho lớn hơn gì vật, thì ở phần đầu ra ở trên main này chúng ta cũng sẽ để một giá trị tương đương như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn. Ở phần bên này nó là một cái chế độ compressor để mà giới hạn cái ngưỡng vượt ngưỡng của cái tín hiệu xuất ra trên hai cổng RL. Thì trên chiếc vang số này thì em để giá trị là 10 dBu, Aztec Tide để 45 mili giây, Zenith để nhân 6, Zation để 4.0. Và một bên này là căn chỉnh cái delay. Thì khi mà chúng ta sử dụng một đôi loa và đặt ở những cái vị trí khác nhau do về cái áp suất không khí, về môi trường, về không gian, thì nó sẽ có cái sự thay đổi về cái tốc độ truyền âm. Thì khi chúng ta căn chỉnh về delay trên từng chiếc loa này thì nó sẽ tạo nên cái sự đồng bộ về cái tốc độ âm thanh đến tai người nghe, thì nó sẽ có hiệu quả về cái phần âm sắc của phần nhạc, phần music nó cũng được chắc tròn gọn hơn, và phần âm cao nó cũng thuộc dạng chi tiết hơn, nó đỡ bị vỡ, bị xé. Và khi chúng ta căn chỉnh tốt thì cái phần mic nó cũng được tròn trịa, rõ ràng hơn. Thì căn chỉnh cái delay này thì nó cũng là một cái mà nó cũng rất là hiệu quả. Và ở cái chế độ chọn chế độ cho cái cắt tần số thấp, giới hạn biên độ ở cắt tần số thấp, thì các bác cũng sẽ chọn ở chế độ 36 decibel ở chế độ booster. Và cắt tần số cao thì các bác cũng để, tức là giới hạn biên độ ở cắt tần số cao thì các bác cũng sẽ để ở chế độ là 36 decibel ở chế độ 3 xe. Thì và đặc biệt ở trên chiếc vang số này thì ở cái cổng RL này thì nó có các chế độ sử dụng xuất ra tín hiệu trên cổng RL. Chế độ manual là cái chế độ mà người dùng. Thì trong chế độ người dùng này thì nó có chế độ sinh là chế độ ca hát, chế độ disco là chế độ nhạc sôi động, và chế độ decoder là cái chế độ mà giải mã. Thì khi chúng ta hát karaoke thì các bác và anh em nên sử dụng chế độ sinh. Chế độ sinh này là chế độ mà nhạc nó vừa phải, nó phù hợp với chế độ ca hát, và nó sẽ nâng và hỗ trợ cho cái phần âm sắc của phần mic. Thế còn chế độ disco và chế độ decoder này là cái chế độ mà khi chúng ta chọn thì nó loại bỏ cái phần âm mic, tức là chúng ta chọn thì mic nó không xuất ra trên hai cổng RL. Ở hai chế độ này nó sẽ phù hợp
cho các cái chế độ cấu hình nghe nhạc. Và đặc biệt ở chế độ decoder là cái chế độ mà như vậy là nó thiên về cái giải âm trầm, nó nâng cái giải âm trầm rất nhiều. Và đặc biệt là nghe cái tiếng trầm, tiếng bát có vẻ là rất là sâu, rất là nặng. Thì các bác và anh em có thể là sử dụng hai chế độ này để cho phục vụ cho cấu hình nghe nhạc. Còn chế độ sinh là chế độ mà sẽ đặt một cấu hình là hát. Có thể là cái mode 1 thì là hát đặt chế độ sinh. Mode 2, mode 3 nghe nhạc chúng ta có thể là chọn chế độ disco và chế độ decoder. Thì ở trên cái phần main của chiếc băng số này thì nó cũng có cái sự cải tiến hơn so với các cái đời X trước đây là ở cái chế độ các cái chế độ nhạc ở trên cái cổng main. Các cái đời trước đây thì nó chỉ có chế độ sinh và chế độ disco. Thế nhưng ở trên chiếc băng số này thì nó còn có cái chế độ decoder, một chế độ giải mã, và nó làm cho cái phần âm sắc là nó rất nặng về cái âm trầm. Chúng ta cảm thấy cái âm trầm nó rất là sâu, rất là nặng. Thì trên chiếc băng số này nó là cái đời sau nó sẽ có cái sự cải tiến nhiều hơn. Thế còn sang cái mục bên này thì là cái mục mà tăng giảm cái âm lượng của phần music, tăng giảm âm lượng của phần mix và tăng giảm âm lượng của cái phần effect. Phần effect đây. Ở cái mục này thì cho phép chúng ta chọn các cái chế độ của nhà sản xuất đưa ra. Thì khi chúng ta chọn thì nó sẽ hiển thị các chế độ ở trên mặt máy. Ở trên mặt máy nó có 4 chế độ. Thì khi chúng ta chọn thì nó hiển thị ở trên mặt máy. Còn chúng ta là những người mà biết căn chỉnh và ưng ý với phần căn chỉnh của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn 1, 2, 3, 4 để sử dụng ở trên mặt máy. Chúng ta sẽ ấn các cái nút tương ứng với lại các chế độ chúng ta cài đặt ở phần mềm thì nó sẽ hiển thị trên mặt máy để chúng ta sử dụng. Chế độ volume set là cái chế độ mà đặt một cái chế độ khởi động về phần music, phần mix, phần effect, tức là đặt chế độ khởi động và chế độ tối đa, chế độ mark cho các cái phần music, phần mix và phần effect. Chúng ta chọn cái chế độ khởi động và chế độ tối đa. Cái mục system setting là cái mục mà lưu kênh và quậy kênh. Thì chúng ta căn chỉnh xong rồi chúng ta sẽ lưu vào một cái kênh nào đó, và ở mục này chúng ta sẽ đánh tên để cho nó dễ nhớ. Đây là loát. Và cái chế độ bắt út. Chế độ này là chế độ mà cho phép chúng ta đặt cái chế độ bắt út theo ý của chúng ta. Nhưng mà theo em thì các bác là không nên sử dụng ở chế độ mật khẩu. Khi chúng ta sử dụng mật khẩu thì sau này chúng ta quên, chúng ta không thể mở được ra thì cũng rất là khó. Ở đây nó là cái mục mà load file data, tức là sau khi chúng ta save, ở cái mục bên này là save data to PC, thì sau khi chúng ta save vào trong máy tính, chúng ta căn chỉnh nó đã ưng ý rồi, chúng ta sẽ lưu cái file đó vào trong máy tính và lúc cần thiết chúng ta sẽ load cái file này ra. Và cái file này có thể là kết nối với lại những chiếc băng số khác, chúng ta có thể là gọi cái file này để mà úp vào cái chiếc băng số X12 khác. Thì nó cũng là một cái rất tiện lợi khi chúng ta sử dụng. Thì bây giờ em sẽ hát một đoạn để cho các bác và anh em nghe thử. Tất nhiên là về cái chất giọng của em thì khi em có những video clip chia sẻ các bác thì các bác và anh em cũng đã nghe thấy về cái chất giọng của em nó như thế nào rồi. Một chất giọng là khàn đục, tiếng nó không được sáng tiếng và ngắn hơi. Thế cho nên rằng là em thì làm về cái nghề âm thanh lâu năm, suốt ngày va chạm đến nhạc, suốt ngày va chạm đến karaoke. Thế nhưng mà về cái chất giọng thì cũng không cải thiện được nhiều. Thế nhưng mà hôm nay thì em sẽ cố gắng hát một đoạn trên chiếc băng số X12 này để các bác và anh em nghe thử về cái chất âm của chiếc băng số X12. Không em này ngoài mình làm ngơ, anh tội tình chi em bỗng điều gì làm nỗi em ơi, một mình nhỏ to đôi lời.
hay dần dần mất lòng nhau thôi. Khi không em lại kiếm chuyện nhau, hay là em quên người khác sẵn nghe lời em mới đem trao, kỷ niệm có quên đêm nào, thương nhau rồi sao đành phụ nhau. Trời ơi, thôi rồi một lọ trà mi, con ông đã dò đường đi, con ông đã dò lối. Trời ơi, yêu người người nở đổi thay, yêu người người cười lắng thay, yêu người nông nỗi nhớ về. Khi không em lại dối lừa được sao, tin lầm em qua lời nói mòn. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa luôn chào, thôi xin thề không còn lần sau. Nói thật với các bác là cái giọng hát của em ấy thì là nó rất là đục khàn, và cái phần âm chung và âm chép nó cũng được sáng. Thế nhưng mà trên chiếc băng số X12 thì em cảm thấy là hát thì nó cũng dễ hát. Em thì làm nghề âm thanh cũng rất lâu năm rồi, hàng ngày va chạm đến ca hát và va chạm đến căn chỉnh. Thì phải nói rằng là cái chất giọng của mình nó cũng không được tốt lắm, cho nên rằng là khi hát thì cũng là khó hát. Thế nhưng mà khi mà chúng ta căn chỉnh cho những cái người hát không tốt mà hát được thì chứng tỏ rằng là cái vấn đề căn chỉnh của chúng ta có hiệu quả. Thì qua cái video clip hôm nay thì em cũng đã chia sẻ với các bác và anh em về cái phương pháp căn chỉnh cái phần mic, phần effect và cái phần main trên chiếc vang số X12. Thì các bác và anh em có thể là xem để mà tham khảo dựa trên cái sườn của em, những cái thông số cơ bản của em, để các bác có thể là khai thác phát triển thêm căn chỉnh một cách là nó chi tiết cho những chiếc vang số X12 của các bác và anh em đang dùng. Các bác anh em xem cảm thấy hữu ích thì các bác anh em hãy đăng ký kênh Thanh Hồng Audio KTV để em có nhiều động lực để chia sẻ với các bác và anh em những cái video bổ ích, và sẽ có nhiều cái động lực để mà tiếp tục làm thật nhiều video để chia sẻ tới các bác và anh em. Bây giờ thì em cũng xin cảm ơn và tạm biệt các bác và anh em. Hẹn các bác và anh em trong những cái video clip tiếp theo.